Trong tình hình khó khăn chung của hệ thống ngân hàng, VPBank chi nhánh Thái Nguyên đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh. Năm 2012-2013 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nhưng VPBank đã đứng vững và từng bước phát triển. Nằm trong các hình thức kích thích huy động, chương trình tiết kiệm tài lộc Tết Sum Vầy được triển khai từ ngày 14 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2013 trên toàn quốc. Sau gần 3 tháng triển khai, chương trình đã thu hút được nhiều khách hàng tham dự với gần 2 triệu mã số dự thưởng. Đã có hơn 450.000 phiếu bốc thăm may mắn được phát hành. Tại Thái Nguyên, có 2 khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt. Mỗi giải là một chiếc Piaggio LX 125 phân khối trị giá 75 triệu đồng, tổng số 8 giải đặc biệt của cả chương trình. Ngày 27 tháng 4, chi nhánh ngân hàng VPBank Thái Nguyên đã tổ chức lễ trao thưởng chương trình khuyến mãi huy động cho bà Nguyễn Thị Mão, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên và ông Đặng Văn Thanh, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên là 2 khách hàng may mắn đã tham gia chương trình huy động tiết kiệm tài lộc Tết Sum Vầy của VPBank. Tính đến thời điểm này, huy động của chi nhánh VPBank Thái Nguyên đã đạt tăng trưởng khá. Bên cạnh nhiều cố gắng, năng động của chi nhánh là các chương trình hoạt động theo định hướng chung của cả VPBank Việt Nam với các sản phẩm tiết kiệm đa dạng, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.